Rồi em lên mọi người nha. Ê, chào em, cái gì vậy? Em đang cầm cái gì vậy? Đút vô tay rồi la. Em còn một ít quần không đủ đơn ngày hôm qua, rất là xinh luôn mọi người. Ê, chị Nhung luôn. Linen. Em eo 7680 nha, chứ mã linen nè. Eo 7680 mã linen giùm em, mã linen. Linen giùm em ống nhỏ nha. Linen giúp em. Em cu của em đang ở ngoài kia và ứ ý ý ới. Cái này size M mọi người nha, chứ mã sọc. Size M nè, mã sọc giùm em, mã sọc, mã sọc giúp em, mã sọc, mã sọc. Linen của chị Đinh Thanh. Hôm nay trang váy rất là xinh mọi người nha. Trang váy xinh lắm. Eo 68 cho tới 72. Cho mã xanh. Mới tin. Vải này vải mềm mọi người nha. Eo 6872 chú giùm em mã xanh giùm em nè. Mã xanh vải mềm cực luôn. Cho mã xanh, xanh giùm em, mã xanh. Rồi một cái đầm xô mọi người nha. Eo này size ML được nè. Cho mã trắng. Size ML mang mã được, mang được cho mã trắng nè. Mã trắng giùm em, mã trắng, mã trắng, mã trắng. Sọc của chị Trinh à. Xanh của Thiên Nhật. Size M chốt giùm em mã caro. Size M mọi người nha, mã caro giùm em nha. Mã caro, caro giùm em. Caro. Em 6468 chốt giùm em mã đen. Chân váy nha mọi người nha, em 6468 mã đen giùm em nè, mã đen, đen giùm em, mã đen. Đen của Thiên Nhật. Trời, nó ngồi nó ăn cái gì mà nó dễ thương như vậy coi đó nha. Ăn cái gì vậy? Nó gặm tay chứ ăn cái gì đâu. Ừ, đang chờ nói chuyện. Bé này rất là dễ thương mọi người nha. Tự nhiên nếu hồi chiều nay mới báo đơn là chưa đi đâu chị, bên em còn kiểm hàng nó mới đi nha chị ơi. Em này bị bạc nhẹ, hai bên tay bạc siêu siêu nhẹ luôn mọi người nha. Một cái áo dáng dài chứ mã lỗi. Mã lỗi giùm em bạn này, mã lỗi. Lỗi giúp em, mã lỗi. Nha, chị chốt được bao nhiêu thì bên em báo bấy nhiêu mọi người nha chị nha. Chứ còn bên em không biết là chị chốt được cái gì đâu. Để mà ngồi canh cho chị thích cái gì hơn để chốt cái đó nha chị Trung Tiểu My. Giờ chị hỏi tụi em tại sao là đầm nhiều hơn áo, tụi em cũng không biết tại sao đâu. Lỗi của chị, à lỗi của Thiên Nhật. Eo 7274 chứ cho em mã xám. Eo 7274 mã xám giùm em bạn này nè. Mã xám giúp em, mã xám, mã xám. Size L cho em mã hoa. Size L mã hoa giùm em nè, mã hoa, mã hoa, mã hoa. Những cái bảng này là không có đủ đơn mọi người. Cái bảng này là hôm qua báo đơn rồi không đủ đơn này. Em này em 6672 cho em mã xanh. Em 6672 mã xanh giùm em nè, mã xanh, mã xanh với em, mã xanh. Trời nó ngó rồi. Rồi bảng caro. Em này size L mọi người nha, size L chứ nha, mã caro. Size L mã caro giùm em. Mã caro. Trời ơi trời ơi trời ơi, không có vô được mà. Xanh của chị Trang Huỳnh. Eo 70-74 mọi người nha. Chứ giùm em mã gu. Ủa giời. Eo 70-74 chứ cho em mã gu giùm em. Áo em mặc không bán mọi người nha. Chứ mã gu giùm em nè. Eo 70-74 chứ mã gu. Cái gì vậy em? Cái gì vậy? Đang chơi vui mà. Gu của chị Thu Nguyễn. Eo 6872 chứ giùm em mã chân váy nè. Eo 6872 mã chân váy giùm em. Chân váy, chân váy giùm em, chân váy. Eo 70-72 chứ giùm em mã cúc.
eo 70-72 mọi người nha. Mã cúc giùm em vậy nè, mã cúc giùm em, mã cúc, mã cúc. Rồi em chốt xô mọi người nha. Em này size M chứ em mã sọc. Size M mã sọc giùm em bạn này nè, mã sọc giùm em, mã sọc, mã sọc. Cúc của chị, cúc của chị Ami Nguyễn. Em này em 6668 chứ em mã đen. Em 6668 mã đen giùm em bạn này nha. Mã đen giùm em nè, mã đen. Đen giùm em. Em 6872 chú cho em mã xanh. Đen của Thiên Nhật. Em 6872 mã xanh giùm em nè, mã xanh. Ai mở hàng vậy? Quá trời quá đất, bà Nhật mở hàng phải không? Cái này có lỗi bên bên hông gần ngay. Xanh của chị Thu Nguyễn. Em này có lỗi gì em không biết luôn á mọi người. Cho đây. Em này có lỗi lủng lỗ mọi người nè, mà vải xô thì nó cũng dễ mọi người nha. Em này size ML cho em mã lỗi. Mã lỗi giùm em bạn này, mã lỗi. Mã lỗi. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì vậy? Em 60-64 cho em mã theo. Em 60-64 mã theo giùm em nè, mã theo, mã theo. Lỗi của chị Phượng Loan. Rồi em này size LXL cho em mã phối. Dạ cũng không biết nha chị Hồng Ngọc. Size LXL mã phối giùm em nè, mã phối, mã phối. Theo của chị Thu Nguyễn. Em 6264 cho em mã xanh. Em 6264 mã xanh giùm em bạn này. Em 6264 cho em mã xanh. Xanh giúp em. Mình nợ nhau một. Em này em 6466 chứ gì em mã nâu. Xanh của chị Trang Nguyễn. Em 6466 mọi người ha, mã nâu giùm em, mã mềm lắm. Mã nâu giúp em, mã nâu. Mã nâu. Nó tưởng gì dở như nó đó. Em 6062 chứ giùm em mã caro. Nâu của chị Thu Nguyễn. Em này chất lining nha mọi người nha. Em 6062 mã caro giùm em. Mã caro. Garo, ủa thì Nhật đi đâu mất tiêu rồi. Đây là cái quần ngố eo 7678 chú giùm em. À lộn, quần short. Eo 7678 chú giùm em mã quần. À chú em mã ngắn. Mã ngắn giùm em nè. Eo 7678 chú mã ngắn mọi người nha. Mã ngắn giùm em, mã ngắn. Trời ơi. Em này eo 5658 thôi mọi người. Eo 5658 cho em mã trắng nha. Eo 5658 à. Eo này nhỏ cho mã trắng giùm em nè. Mã trắng, mã trắng. Ngắn của chị Phượng Loan. Rồi mà em xanh eo 70-72 cho em mã xanh nè. Eo này vải mềm cực luôn. Của Forever 21. Eo 70-72 cho mã xanh mọi người nha. Mã xanh giùm em, mã xanh, mã xanh. Rồi đây là một bảng trắng xô có cúc mọi người nha. Em này size ML chứ mã trắng. Size ML mã trắng giùm em bạn này, mã trắng. Trắng giùm em. Rồi, em này phải size 2X cho tới 4X nha, chứ mã xanh đen. 2X, 4X, 4 chứ mã xanh đen nè. Xanh đen giùm em bạn này. Xanh đen giúp em, xanh đen. Trắng của chị Ami Nguyễn. Em 64 cho tới 70 chứ mã xám. Xanh đen của chị Phượng Loan. Em 64-70 chứ em mã xám mọi người nha. Xám giùm em, mã xám. Em làm gì đó. Em làm gì đó. Xám của chị Mai Hân. Rồi một bạn caro xinh xinh mọi người nha. Một bạn caro xinh nè. Em này em 60-64 thôi chứ em mã caro. Em 60-64 mọi người nha. Caro giùm em, caro. Em này size M nha mọi người nha. Size M chứ mã phối. Size M mã phối giùm em. Mã phối. Caro của chị Trang Huỳnh.
mã phối giùm em. Rồi đây là một bảng sọc xám mọi người nha, chân váy công sở eo 60-62 chứ mã sọc, eo 60-62 mã sọc giùm em bạn này nè, mã sọc giùm em, mã sọc. Cái gì vậy, cái gì mà chạy quá trời chạy vậy? Eo 64-66 cho em mã xanh đen, eo 64-66 mã xanh đen giùm em bạn này nè, xanh đen giúp em, xanh đen. Đi đâu vậy? Rồi bảng xanh mọi người nha. Em này size L mọi người chứ mã xanh. Dạ chị lên mã sau nha chị Ngọc Ngọc. Size L mã xanh giùm em nè. Mã xanh giúp em, mã xanh. Vâng, đen của chị Thanh Phạm. E6872 chứ cho em mã Vin. E6872 mọi người nha. Mã Vin giùm em bạn này nè. Mã Vin giúp em, mã Vin. Chị eo 7476 nha mọi người nha. Eo 7476 cho em mã xanh đen quần này. Cái gì vậy? Eo 7476 mã xanh đen giùm em bạn này. Cái gì? Phải nói chứ, cứ e làm sao ai mà biết cái gì mà giải quyết bây giờ. Xanh đen của chị Thu Nguyễn. Em này 6062 nha mọi người nha, chứ mã nhỏ. Eo 60-62 nè, mã nhỏ giùm em, mã nhỏ. Rồi bảng caro. Em này size M chứ mã caro. Size M mọi người ha, mã caro giùm em nè. Caro, caro giùm em, caro. Chị Thiên Nhật nói gì vậy? Mai đóng hộp nha Thiên Nhật. Mai đóng rồi gửi về Tây Ninh liền á. Em muốn gói ai? Gói chị Thủy Thúy hay là gói em Cu? Để chuẩn bị cái hộp hết luôn. Chị với chị Thúy là phải cỡ cái hộp đựng tủ lạnh nhỏ. Còn chị Thanh Phạm. Em này size M chứ với mã nâu nè. Nâu giùm em, mã nâu. Caro của chị Thảo Đào. Mã nâu giùm em. Chị biết tiếc là nếu ở là nuôi là tốn lắm. Còn là mình tu thì không sao, nhưng mà tụi mình đã làm ra tiền rồi. Có thể có thể làm được việc nhà lau dọn này nọ cũng được, nhưng mà chị làm thì không được nhiều đâu. Em lấy chị Thúy đi. Em 5860 chứ em mã xanh. Đâu của chị Thanh Phạm. Em 5860 mã xanh giùm em nè. Mã xanh, mã xanh giùm em. Chị thì ăn nhiều hơn mà. Còn em Cu thì nuôi trọn gói rồi đó. Quá tính là. Rồi bảng đen mọi người nha, một bảng đen nè. Người ta nhận mầm non đẹp trai thôi, đừng giới thiệu mình quên. Theo 6670 chứ giùm em mã đen. Cái bảng này dán skinny. Bảng này mềm dán skinny mọi người nha. Trời mệt quá, thơm thơm gì ồn quá. E6872 chứ giùm em mã đen. E6872 mã đen giùm em nè. Mã đen, mã đen. Đen của chị Hoa Đinh. Kêu mẹ đấy kìa. Bà. Nó chửi á. Nó kêu bà. Eo 7274 nha mọi người nha, chứ cho em mã ngắn. Eo 7274 mã ngắn giùm em nè, mã ngắn, mã ngắn. Eo 6870. Eo 6870 chứ cho em mã xanh. Ngắn của chị Linh Trương. Trời ơi. E6870 mã xám giùm em nha. Mã xám, mã xám, mã xám. Trời ơi, ông Bảy ông nói là thợ đi nhận công trình khác rồi, phải đợi nó. Thiệt là mệt. Xám của chị Mai Hân. E7476 chú nha, mã nâu. E7476 mọi người nha, mã nâu giùm em nè. E7476 chú mã nâu. Mã nâu. Nó đang làm cho mình bị làm cái xong chứ. Hôm bữa đó hỏi không chị đi mua con á, chờ lâu cái gì, nó đi nhận công trình khác rồi. Nói chung là nó nhiều công trình lắm. Lâu của chị Đinh Thanh. Em 6066 chứ giùm em mã ngắn, bạn này dễ thương mọi người. Em 6066 mã ngắn
cái quần xanh. Eo 72. Eo 72 78 chứ mã xanh. Ngắn của chị Thanh Phạm. Eo 72 78 mã xanh giùm em bạn này, mã xanh giùm em, mã xanh. Có thể nào em đừng có la được không? Không thể nào nghe. Xanh của chị Ái Lam. Eo 68 cho tới 76 mọi người nha, chứ mã đỏ. Eo 68 76 mã đỏ giùm em. Mã đỏ. Đây là một cái quần Nike size M nhưng mà eo eo rộng lắm. Quần Nike size M màu cam. Eo 74 80 chứ gì em, mã mã cam. Mã cam giùm em nè, mã cam. Eo 80 82 chứ gì em, mã họa tiết. Cam của chị Món Quê. Rồi chị Món Quê lên rồi đó. Eo 80 82 mã họa tiết chị em, mã họa tiết. Không có chị Món Quê, không có chị Vân Phan, không có chị Huỳnh Thúy là em bán ế ới là ế. Eo 60 62 thôi chứ mã 19 nha, bạn này dễ thương lắm. Eo 60 62 nè, mã 19 giùm em, mã 19. Eo 72 74 chứ cho em mã rêu. Eo 72 74 mọi người nha, mã rêu giùm em, mã rêu. 19 của chị Thanh Phạm. Eo 70 72 chứ mã sọc. Eo 70 72 mã sọc giùm em nè. Eo 70 72 chứ mã sọc. Sọc giùm em. Rêu của chị Vân Vân. Eo 70 74 chứ mã caro. Sọc của chị Hiền Hiền. Eo 70 74 mã caro giùm em nè. Eo 70 74 chứ mã caro. Ngọc Ngọc, em thấy chị mà chị lên má xong đi chị ơi. No, không có ẻ. Caro của chị Hiền Hiền. Chú cho em mã Vin. E 6870 mọi người nha. Mã Vin giùm em bạn này, Vin giúp em. Đây là cái bản khoác size S. Chú mã khoác nha, size S mã khoác giùm em. Mã khoác. Vin Vin của Thiên Nhật. E 7072 chú giùm em mã xám. Cái bản này vải rất là nhẹ mọi người nha. Eo 70 72 mã xám giùm em, mã xám. Khoác của chị Món Quê. Rồi bản đen mọi người nha. Em này size L có cúc ở đây nè, chứ mã đen. Em này size L mã đen giùm em nè, mã đen. Xám của chị Hiền Hiền. Rồi bản caro xám luôn. Em này size M nha mọi người nha, chứ giùm em mã caro. Size M mã caro giùm em nè, mã caro. Đen của chị Hồng Vĩ. Chị Hồng Vĩ cho em xin inbox số điện thoại là bây. Eo 60 68 chứ giùm em mã ren. Eo 60 68 mã ren giùm em bạn này nha, mã ren nè. Mã ren giúp em. Em này size M, size ML được nha, chứ mã họa tiết nè. Size ML mã họa tiết giùm em. Mã họa tiết. Size ML mã họa tiết giùm em, mã họa tiết. Caro của chị Thảo Đào. Ren của chị Món Quê. Size ML được luôn mọi người nha. Size M thôi mọi người nè, size ML cũng to to. Size ML chứ mã xanh đen có cúc hai bên. Xanh đen giùm em, xanh đen. Họa tiết của chị Lưu Ái Phương. Xanh đen. Eo 60-64. Eo 60-64 nhưng mà cái bảng này bị mất cái khuy rồi. Cái khuy cài rồi, về mọi người may cố định giùm em nha. Tại vì cái này là nó có khóa kéo đằng sau, rất là dễ chui vô, chứ mã lỗi. Eo 60-64 mã lỗi giùm em. Về cài cố định luôn giùm em. May lại cố định luôn.
Rồi bạn đen. Size L, XL chứ mã đen. Size L, XL mã đen giùm em nãy này. Mã đen, mã đen. Eo 7680 chứ cho em mã nâu. Lỗi của chị Thanh Phạm. Eo 7680 mã nâu giùm em mã này nè. Mã nâu giúp em. Eo 6870 chú cho em mã sọc. Eo 6870 mọi người nha. Mã sọc giùm em mã này nè. Sọc giúp em mã sọc. Nâu của chị Đinh Thanh. Eo 7274 chú cho em mã xanh đen. Sọc của chị Hiền Hiền. Cái mã này lỗi rồi mọi người. Em này vải nhúng rất đẹp mọi người nha. Eo 7072 chứ mã nhúng. Eo 7072 mọi người nha. Mã nhúng giùm em nè. Mã nhúng. Buồn quá. Eo 6668 chứ em mã mới. Em nghịch quá không được cũng cho em vô rồi đó. Eo 6668 mã mới giùm em nè. Mã mới. Mã mới. Nhúng của chị Phượng Loan. Eo 6668 mã mới giùm em. Eo 5860 chú cho em mã sọc. Mới của chị Hiền Hiền. Eo 5860 mọi người nha. Mã sọc giùm em mã này nè. Sọc giùm em mã sọc. Rồi bạn đen size L chú cho em mã đen. Size M L được ha. Mã đen giùm em nè. Mã đen. Mã đen. Eo 6062 chú cho em mã xám. Mã xám này dễ thương quá nè mọi người. Mới chưa? Em 6062 mã xám giùm em nè. Mã xám. Trời ơi nó ồn ghê. Xám của chị Thanh Phạm. Em này em 5456 thôi mọi người chứ mã caro. Em 5456 mọi người nha. Mã caro giùm em nè. Mã caro. Eo 6668 mọi người nha. Chú cho em mã rút. Eo 6668 mã rút giùm em mã này nè. Mã rút giùm em. Caro của chị Huỳnh Thúy. Mã rút. Em ồn quá trời luôn em ơi. Eo 6270. Eo 6270 chú cho em mã quần. Rút của chị Huỳnh Thúy. Eo 6270 mã quần giùm em mã này. Mã quần giùm em mã quần. Eo 8284 chú giùm em mã đen. Eo 8284 mọi người nha. Mã đen giùm em bản này nè. Mã đen giùm em chân váy. Mã đen. Quần là chị Vân Vân. Eo 6062 chú giùm em mã xám. Eo 6062 thôi mọi người nha. Mã xám giùm em bản này nè. Xám giùm em mã xám. Mình với nhau một câu. Đen của chị Ngọc Anh. Xám của chị Huỳnh Thúy. Size S cho em mã phối. Size S mọi người nha. Mã phối giùm em bạn này nè. Phối cho em. Rồi bạn họa tiết nè. Em này size M nha mọi người nha. Size M cho mã họa tiết. Họa tiết giùm em họa tiết. Rồi một bạn xám. Em này còn nguyên tát nè. Phối của chị Bảo Huyền Nguyễn. Em này 8082 chú cho em mã mới. Em 8082 mọi người nha. Mã mới giùm em bạn này. Mã mới giùm em. Em 6670 chú cho em mã đỏ. Em 6670 mã đỏ giùm em bản này mã đỏ. Mới của chị Huỳnh Thúy. Chú cho em mã đỏ giùm em mọi người nha. Mã đỏ giùm em nè. Mã đỏ. Đỏ của chị Hiền Hiền. Mới hả?
này là loại quý này. Mới ra. Tỏ đây. Em này eo 56, eo 56 58 thôi chứ mã nâu. Eo 56 58 mã nâu giùm em nè, mã nâu. Em này eo 72 74 chứ mã bi. Eo 72 74 mã bi giùm em. Nâu của chị Thu Hà. Eo 72 74 mọi người nha. Chú cho em mã bi. Bi giùm em mã bi. Bi của chị Linh Trương. Eo 80 82 chú cho em mã caro. Eo 80 82 mã caro giùm em mã caro. Eo 80 82 chú mã vàng. Caro của chị Hiền Hiền. Eo 80 82 mã vàng giùm em, mã vàng. Eo 64 80 chú cho em mã xám. Eo 64 80 mọi người nha, mã xám giùm em nè, mã xám. Xám của chị Eo 66 90 chú cho em mã hoa. Xám của chị Hồng Vĩ. Eo 66 90 mã hoa giùm em bạn này, hoa giùm em. Em 6466 chú giùm em mã xám luôn. Hoa của chị Phượng Loan. Em 6466 mã xám giùm em, mã xám. Rồi, em này size ML chú mã xanh đầm ha. Size ML mã xanh giùm em nè, mã xanh. Em này size S chú mã sọc. Xám của chị Thu Hà. Size S mọi người nha, mã sọc giùm em, mã sọc. Đen sơ mi. Size M chú giùm em mã sơ mi. Size M mọi người nha, mã sơ mi giùm em nè, mã sơ mi. Rồi bảng phối. Em này size M L được, chú giùm em mã phối có mũ. Size M L mọi người nha, mã phối giùm em, mã phối. Mã phối giùm em, mã phối. Em xám. Em này size S. Size S mờ nhỏ 50kg quay đầu nha. Chú cho em mã xám. Shirley của chị Lộc Bùi. Chị Lộc Bùi cho anh xin inbox số điện thoại vào đây. Size S luôn. Chú cho em mã phối trắng. Size S mã phối trắng giùm em bạn này nè. Phối trắng giùm em. Phối của chị Lộc Bùi. Xám. Xám của Thiên Nhật. Xám này nè chị. Cái đó phối. Cái này xám, cái này phối trắng. Em này eo 70, 72 chú cho em mã hoa. Phối trắng của chị Hiền Hiền. Eo 70, 72 mã hoa giùm em bạn này nè. Hoa giúp em. Mã hoa, mã hoa. Eo 66, 68 chú cho em mã bi. Eo 66, 68 mã bi giùm em nè. Mã bi. Hoa của chị Phượng Loan. Mã bi giùm em. Eo 74 76 chú cho em mã xám. Bi của chị Thu Hà. Eo 74 76 mã xám giùm em, mã xám. Size ML XL vừa chú cho em mã tặng. Em này có lỗi đây một tẹo. Mã tặng giùm em bạn này, mã tặng giúp em. Mã tặng. Xám, xám của chị Ngọc Anh. Chất linen size L chú giùm em mã sọc. Chất linen mọi người nha, size L mã sọc giùm em, mã sọc. Mã sọc. Tặng. Tặng của chị Lộc Bùi. Eo 64-66 chú giùm em mã xám. Em này khóa kéo hơn trước mọi người nha. Eo 64-66 nè. Mã xám giùm em bạn này nè. Xám giùm em. Mã xám. Sọc của chị Hồng Vĩ. Xám. Xám của chị Mimi. Eo 62-64 chú dây mã xanh. Eo 62-64 mọi người nha. Mã xanh giùm em nè. Mã xanh, mã xanh. Có bị dở hơn mã xanh. Đang ngồi nó cũng hét được nữa. Hello.
E6264 cho dù em mã xám. E6264 mã xám giùm em bạn này, xám có túi nha, mã xám. E80-82 cho dù em mã đỏ. E80-82 mã đỏ giùm em bạn này. E80-82 cho dù em mã đỏ nè. Đỏ giùm em mã đỏ. Xám của chị Thanh Phạm. Em này size L, XL cho mã họa tiết nha. Size L, XL mã họa tiết giùm. Họa tiết giùm em. Đỏ của chị Trần Hứa. E60-72 cho em mã gu. E60-72 mọi người nha, mã gu giùm em bạn này nè, mã gu giúp em, cho em mã gu. E68-70 cho mã caro. Gu của chị Bồ Công Anh. E68-70 mã caro giùm em nha, caro giúp em. E76-78 chú nha, mã xám. E76-78 mọi người nha, mã xám giùm em bạn này, xám giùm em mã xám. Xám của chị Trần Hưởng. E60-70 chú giùm em mã lính. E60-70 mã lính giùm em nè, mã lính, mã lính giùm em. E6466 cho chị em mã rêu. E6466 mọi người nha, mã rêu giùm em bạn này nè, rêu giùm em. Lính của chị Hiền Hiền. E6466 cho chị em mã xám luôn. Rêu của chị Bồ Công Anh. E6466 mã xám giùm em, mã xám, mã xám. Xám của chị Hải Hoàng. Rồi một bảng hoa size M cho em mã hoa. Size M nha mọi người nha, mã hoa giùm em. Báo trước mai chị ơi, hoa giúp em. Rồi đây là một bảng khoác size L, XL ha cho mã khoác. Ngày mai nhà em có áo trưa ngày mai nha. Hoa của chị Linh Trương. Mã khoác giùm em nè, size L, XL mã khoác giùm em. Trưa mai tối mai luôn mọi người. Size S cho giùm em mã xanh. Size S mã xanh giùm em nè, bảng có cổ mọi người nha. Size S chú em mã xanh, xanh giùm em. Khóa của chị Duyên Nguyễn. Mã xanh giùm em. Cái gì vậy, nó làm cái gì vậy ta. Em này size S luôn chứ mã đen. Size S mã đen giùm em, mã đen, mã đen. Xanh của chị Tammy Bùi. Rồi em này size M mọi người nha. Size S M được chứ mã sọc. Size S M được nè, mã sọc giùm em, mã sọc. Đen của chị Bồ Công Anh. Im lặng. Sọc của chị Hải Hoa. Cái vải đen này lạ lắm mọi người nè. Em này size S luôn mọi người nha, chứ mà tay ngắn. Tay ngắn giùm em, tay ngắn. Rồi bạn này dây mọi người nha, Indiv. Em này là cái áo á, cái áo dây của H&M. Em này phải size L mọi người nha, size L cho chị em mã dây. Dây giùm em. Size ML cho mã phối. Tay ngắn của chị. Tay ngắn là bạn đen. Tay ngắn của chị Tammy Bùi. Size ML mã phối giùm em, mã phối. Dây của chị Trần Hưởng. Size 1X, 2X, 3X được cho mã Vin. Phối của chị Trần Hưởng. Vin giùm em, mã Vin. Rồi bạn trắng mọi người nha. Em này size M cho mã trắng. Size M mã trắng nha, mã trắng. Viên của chị Trang Huỳnh. Size S cho em mã body. Size S M nhỏ 50kg quay đầu mã body giùm em. Body. Size 13.
Cái này là yếm size 13 size XL. Chú gì em mã đen. Yếm size 13 XL mã đen giùm em. Mã đen. Rồi bạn xác nách. Em này size L XL chú gì em mã xác nách. Đen của chị Trần Hưởng. Size L XL mã xác nách giùm em. Mã xác nách. Body của chị Lưu Ái Phương. Xác nách. Sát nát của chị Hồng Vĩ. Eo 5860 mọi người ơi. Chứ cho em mã đen bản chân váy nè. Eo 5860 mã đen giùm em. Mã đen. Eo 6668 chú giùm em mã nâu. Em 6668 mọi người nha. Mã nâu giùm em. Mã nâu. Đen của chị Thu Hà. Nâu của chị Bồ Công Anh. Eo 8082 chú mã xám. Eo 8082 nè. Mã xám giùm em. Mã xám. Eo 6472 chú mã caro. Eo 6472 mã caro giùm em. Caro. Sám của chị Trần Hưởng. E6062 chứ mã caro xanh. E6062 mã caro xanh giùm em. Caro xanh. Caro xanh. E6668 chứ cho em mã lining. E6668 mọi người nha. Mã lining giùm em bạn này. Caro của chị Phúc Thi. E6668 chứ cho em mã lining nè. Lining giùm em. E6062 chú cho em mã nhỏ. Lining của chị Hiền Hiền. E6062 mã nhỏ giùm em bạn này nè. Nhỏ giùm em. Mã nhỏ. Mã nhỏ. E6068 chú cho em mã đen. Đen này đen nhúng nè. Lining. E6068 chú cho em mã đen giùm em. Mã đen. Nhỏ của chị Phúc Thi. Em này eo 74-75 chú cho em mã xanh đen. Đen của chị Khánh Ngân. Eo 74-75 mọi người nha. Mã xanh đen giùm em bản này nè. Xanh đen của em. Xanh đen của chị Hải Hoàng. Eo 60-62 chú cho em mã nâu. Eo 60-62 mã nâu giùm em nè. Mã nâu nha. Nâu. Em này size M chú cho em mã đen. Size M mã đen giùm em. Mã đen. Size ML được chứ mã phối. Size ML được nè. Mã phối giùm em. Mã phối. Nâu của chị Phúc Thi. Size 15. Size 15 là 11, 13, 15. 2XL chứ giùm em mã công sở. Phối của chị Trần Hưởng. Size 2XL mã công sở giùm em. Mã công sở. Rồi đen xác nách. Size XL luôn chứ em mã xác nách. Size XL mã xác nách giùm em. Mã xác nách. Xác nách. Rồi một bảng xám chất xô. Size ML chứ mã xám. Size ML mã xám giùm em. Bảng caro size M chất linen chứ mã caro. Size M chất linen mã caro giùm em. Đồ yếm. Cái này size ML luôn chứ mà yếm. Size ML mà yếm giùm em nè. Mà yếm, mà yếm. Caro của chị Bồ Công Anh. Rồi bảng xanh đen. Em này size M. Size M chứ mà xanh đen. Xanh đen giùm em. Yếm của chị Đinh Thanh. Xanh đen. Em này dây của xanh đen của chị Trang Huỳnh. Em này size L nha, chứ mà caro xanh. Size L caro xanh giùm em. Caro xanh. Size M chứ mà caro tím.
Size ML được nè, mã caro tím giùm em, caro tím. Caro xanh của chị Trần Hưởng. Đây là một cái khoác mọi người nha. Đây là một cái khoác. Size ML chứ mã khoác. Caro tím của chị Hải Hoàng. Size ML mã khoác giùm em nè. Của chị Hồng Vĩ. Em ơi, em yêu dấu ơi, em yêu ơi. Eo 74-76 chứ gì em mã đỏ quần. Short ha. Mã đỏ giùm em, mã đỏ. Eo 80-82 chứ mã nâu. Eo 80-82 mã nâu giùm em, mã nâu. Đỏ của chị Tammy Bùi. Eo 64-66 chứ giùm em mã xanh. Nâu của chị Trần Hưởng. Eo 64-66 mã xanh giùm em, mã xanh. Eo 60-58-60 chứ giùm em mã cốm. Eo 5860 mã cốm giùm em luôn, mã cốm. Xanh của chị Phúc Thi. Eo 60-64 chứ mã nâu. Eo 60-64 mã nâu giùm em, mã nâu. Cốm của chị Hiền Hiền. Mã nâu. Eo 60-62 chứ giùm em mã xanh. Eo 60-62 mã xanh giùm em, cái bảng này lưng rất là đẹp nha, mã xanh giùm em. Eo 60-64 chứ giờ em mã xám. Eo 60-64 mã xám giùm em nè, mã xám, mã xám. Xanh của chị Trang Huỳnh. Đây là một cái quần váy ngắn nha mọi người nha, quần váy. Eo 70-74 chứ giờ em mã quần. Xám của chị Mai Hân. Eo 70-74 mã quần giùm em, mã quần. Một bảng ren đen nha. Eo 70-76 chú giùm em mã đen. Eo 70-76 mã đen giùm em, mã đen. Quần của chị Trang Huỳnh. Em ơi, đen của chị Hải Hoàng. Eo 68-70 chú giùm em mã caro. Eo 68-70 mã caro giùm em, caro. Eo 76-90 chứ mã họa tiết. Eo 76-90 mã họa tiết giùm em, họa tiết. Caro của chị Bồ Công Anh. Eo 60-62 chứ giùm em mã caro trắng. Eo 60-62 mã caro trắng giùm em bạn này. Họa tiết của chị Trần Hưởng. Caro trắng. Eo 64-72 chứ giùm em mã quần. Eo 64-72 mã quần giùm em nè, quần váy, mã quần. Rồi đây là một cái dây yếm. Cái này là mọi người làm yếm được, làm đầm dây được ha. Caro của chị Son Mi Trần. Size M chứ giùm em mã dây. Quần của chị thử. Quần của chị Linh Trương. Size M chứ mã dây giùm em, mã dây, mã dây. Size M chứ dây mã beo. Size M mã beo giùm em nè, mã beo. Dây của chị Hồng Vĩ. Rồi bản sọc. Size L chứ mã sọc. Size L mã sọc giùm em, mã sọc, mã sọc. Rồi một bản họa tiết. Cái bản này bị lỗi cổ rồi mọi người ơi. Rất là yêu. Đeo của chị Lưu Ái Phương. Chứ mã tặng size L. Tặng giùm em mã tặng. Size M chứ gì em mã xanh đen. Size M nha. Xanh đen giùm em. Xanh đen, xanh đen. Sọc kìa chị kìa. Đó là beo. Sọc. Sọc của chị Lưu Ái Phương. Tặng của chị Tammy Bùi. Rồi. Em này size XL nha. Chứ mã xanh đen.
Size SL mà xanh đen giùm em. Xanh đen của chị Lưu Ái Phương. Oh no. Cái này xanh đen nè. Rồi cho mã rộng. Mã rộng giùm em bạn này mọi người nha. Mã rộng giùm em. Em này size XL mã rộng giùm em nè. Rồi, em này của ớt. Size L luôn mọi người nha. Cho em mã xám. Size L mã xám giùm em, mã xám. Rồi của chị Mimi. Xám. Rồi bạn này lạ mọi người nha. Em này size M cho giùm em mã đen. Ôi, lé quá. Size M cho mã đen giùm em, mã đen. Chị Hồng Vĩ. Chùm nó lại luôn bây giờ. Mã đen. Quá là mất trật tự. Size M nhỏ được nha chứ mã hoa. Size M nhỏ được nè, mã hoa giùm em, mã hoa. Size M nhỏ chứ mã hoa. Size L cho mã sọc. Nó buồn ngủ rồi chị bộ ơi, cho nó đi ngủ đi. Hoa của chị Khánh Ngân. Size L cho mã sọc. Mã sọc giùm em, mã sọc. Mất trật tự quá. Sọc của chị Trần Hưởng. Rồi em kiểu. Size M cho mã kiểu. Size M mã kiểu giùm em, mã kiểu. Mã kiểu. Rồi bạn này size. Size ML cho mã xám nè. Size ML mã xám giùm em. Mã xám. Ủa sao cái em tưởng cam cam chứ. Ủa sao cam cam còn đây. Cam cam hết rồi. Rồi size L cho mã nâu. Kiểu của chị Hoàng Uyên. Size ML được mã nâu giùm em. Size L thì mặc hơi ngắn nha. Mã xám, nâu. Xám của chị Tiên Huỳnh Thị Kim. Size 150 của bé chú cho em, mã bé. Size 150 của bé, mã bé giùm em. Nâu của chị Huỳnh Thị Loan. Mã bé giùm em. Mà em phối mọi người nha. Cho em chị Huỳnh Thị Loan nha. Nâu có của chị khách cũ rồi nha chị ơi. Ủa cái đó hôm bữa không đủ đơn. Ủa chưa, chị tưởng chị không ấy mà chị mới chốt tài. Em này size L, size ML cho mã phối. Size ML mã phối giùm em, mã phối. Bé. Bé của chị Hà Hạnh Nông. Rồi em này size L người nha chứ mã đen. Trời ơi nó ồn. Em đi ngủ đi em ơi. Quá trời mệt. Size L, XL cho mã đen giùm em, mã đen. Đen của chị Lưu Ái Phương. Cái đó phối. Em này size M mọi người nha, chú cho em mã hoa. Size M mã hoa giùm em nè, mã hoa. Rồi đây một bạn đen sát nắp. Em này size M chú bạn sát nắp. Size M mọi người nha, mã sát nắp giùm em nè, mã sát nắp. Hoa của chị Lưu Ái Phương. Cái này chị Hà Hạnh Nông đơn, chỉ có đơn mà. Sát nách. Sát nách của chị sát nách của Thiên Nhật. Em này size ML nha, chứ giờ em mã phối nha. Size ML mã phối giùm em, mã phối. Rồi bạn xanh đen. Size 1X 3X chứ mã xanh đen. Size 1X 3X mã xanh đen giùm em, mã xanh đen. Xanh đen. Dây size S chứ em mã dây. Em này có cúc hai bên nha. Em này size S nè. Mã dây giùm em, mã dây. Mã dây. Rồi một bảng đen phối mọi người ơi. Em này size M chứ mã đen. Dây của chị Bồ Công Anh. Size M mã đen giùm em nè. Mã đen. Mã đen. Rồi bảng xám. Size M cho mã xám. Xám có cổ nè.
đen của chị Phúc Thi. Size M mã sáng thì đây mã sáng. Rồi bạn xác nát nha. Em này size M luôn chứ bạn xác nát. Size M bạn xác nát cho em. Rồi bạn xanh. Size M mọi người nha chứ bạn xanh. Sáng của chị Lưu Ái Phương. Size M mã xanh thì em mã xanh. Rồi một bạn đen. Size ML chứ mã đen. Size ML mã đen giùm em bạn này nè. Mã đen giúp em, mã đen. Xanh của chị Lưu Ái Phương. Rồi bạn caro size L chứ mã caro. Size L mọi người nha. Mã caro giùm em nè, caro giúp em. Caro. Rồi bạn sọc size SM chứ mã sọc. Đen của chị Nguyễn Thị Hương. Size SM mã sọc giùm em, mã sọc. Caro của chị Trần Hưởng. Rồi bạn chị đúng mọi người nha. Em này có hai cái ngực cúp như thế này luôn mọi người nè. Chứ mã tặng đi chứ cái ngực này nó hơi phun, tẹo hơi khó mặc ấy. Size SM chứ mã tặng nè. Sọc của chị Phúc Thi. Rồi các bạn này xô hoa size size L. Size ML được chứ mã hoa. Size ML mã hoa giùm em nè, mã hoa. Rồi một em xám, size M cho mã xám. Size M mã xám giùm em, mã xám. Size SM được, mã xám. Tặng của chị Ami Nguyễn, hoa của chị Lưu Ái Phương. Size SM mã xám giùm em, mã xám. Rồi bạn xanh đen. Size ML cho mã xanh đen, vải này mềm cực luôn mọi người nha. Size ML mã xanh đen giùm em, xanh đen giùm em. Rồi bạn caro. Size 1X 2X chứ mã caro nha. Size 1X 2X mã caro giùm em, mã caro. Sáng của chị Lưu Ái Phương. Xanh đen của chị Trang Trang. Rồi một bạn gáp size L chứ giùm em, mã gáp. Gáp size L mã gáp giùm em, mã gáp. Rồi bạn sọc này mặc nhà thôi nha. Mặc nhà. Em này size ML chứ mã sọc. Size ML mã sọc giùm em bạn này nè, sọc giùm em mã sọc. Caro của chị Phúc Thi. Rồi em này size M mọi người nha, chứ giờ em mã họa tiếp. Bạn này mặc đứng dáng mọi người. Size M mã họa tiếp nha, họa tiếp. Rồi em dây. Size ML được chứ mẹ dây. Bản này mọi người mặc mặc đầm dây được và mặc yếm được ha. Size ML mã dây giùm em, mã dây. Họa tiếp của chị Linh Trương. Size L XL được chứ em mã tay ngắn. Size L XL được mã tay ngắn giùm em nè, mã tay ngắn. Size S chứ em mã caro sơ mi nha mọi người nha. Size S chứ em mã caro giùm em, mã caro. Dây của chị Hà Hạnh Nông. Size S chứ mã caro. Đây của chị nha. Tay ngắn của chị đúng rồi, tay ngắn đây nè. Tay ngắn của chị Thanh Phạm. Xong rồi tới caro. Rồi size M chứ mã sọc. Bạn này mặc lên dễ thương lắm mọi người nha. Size M mã sọc giùm em nè, mã sọc. Caro của chị Nguyễn Mai Phương. Em này size S. Rất là dễ thương, cái tay dễ thương. Size S chứ mã đen. Size S mã đen giùm em nè, mã đen. Size S ha, mã đen giùm em, mã đen. Sọc của chị Hiền. Rồi các bạn này sọc theo luôn mọi người nè. Em này size ML được chứ mã sọc đen. Size ML được ha, mã sọc đen giùm em bạn này. Sọc đen giùm em, sọc đen. Sọc đen của chị Thanh Phạm. Chú da mã đen. Size S mã đen giùm em.
size S mã đen giùm em bạn này ha, mã đen. Rồi bạn họa tiết nè. Size SL chứ mã họa tiết. Đen của chị Bột không anh? Size LXL mã họa tiết giùm em, mã họa tiết. Rồi em này size M luôn ha, chứ em mã sọc nè. Size ML được ha, mã sọc giùm em, mã sọc, mã sọc. Rồi đen này đen suông nhỏ nhỏ thôi mọi người nè. Size SM nhỏ 50kg quay đầu. Chú em mã tay ngắn, tay ngắn giùm em, tay ngắn. Sọc của chị Thu Nguyễn. Đây là một chiếc yếm cho bé. Đây là một chiếc yếm cho bé khoảng tầm 25kg mọi người nha, 20-25kg chứ mã bé. Bé giùm em. Rồi bản họa tiết luôn mọi người nè, size L. Em này size L chứ cho em mã họa tiết luôn. Họa tiết giùm em, họa tiết. Cái gì? Bỏ đi chị. Yếm lỗi rồi nha chị ơi. Rồi em này size 1X, 2X chứ cho em mã phối. Họa tiết của chị Trần Hưởng. Size 1X, 2X mã phối giùm em nè, mã phối. Rồi bản xanh đen. Em này size ML, XL được chứ mã xanh đen. Xanh đen giùm em. Bản đen mềm nha. Em này size L, XL chứ mã đen. Phối của chị Hoa Tươi Thái Am. Mã đen giùm em nè, mã đen. Xanh đen của chị Trần Hưởng. Bản sơ mi. Size ML nhỏ 50kg quay đầu thôi chứ mã sơ mi. Sơ mi giùm em bản này nha, chứ mã sơ mi. Rồi em này size M chú cho em mã xám. Size M mã xám giùm em bạn này, size M chú mã xám. Xám giùm em. Size size XL nha mọi người nha, chú mã hoa. Sơ mi của chị Võ Như Quỳnh. Xám của chị Hải Hoàng. Size L XL chú mã hoa. Mã hoa giùm em nè, mã hoa. Đầu em nâu. Em này size L chứ mã nâu. Hoa của chị Phượng Hoàng. Size L mã nâu. Hoa của chị Phượng Loan nha. Size M chứ gì em mã caro. Size M mọi người nha, mã caro giùm em nè. Size M chứ mã caro. Caro giùm em. Nâu của chị Nguyễn Thị Hương. Rồi bạn đen. Em này cũng Muji size M L XL được chứ gì em mã đen vải đã lắm. Size ML, XL được mã đen giùm em. Rồi một bản họa tiết nha. Em này size XL chứ mã xanh. Size XL mọi người nha, mã xanh giùm em bạn này, mã xanh giùm em, mã xanh. Đen của chị Hà Hạnh Long. Và bản caro xô mọi người nha. Em caro chiếc xô. Size L, XL luôn chứ mã caro. Size L, XL mọi người nha, mã caro giùm em. Caro. Rồi em này size M nhỏ 50-52kg thôi chứ mã bi. 50-52kg nè, mã bi giùm em, mã bi, mã bi. Caro của chị Trần Hưởng. Rồi bản sọc mọi người nha. Em này size XL chứ mã sọc. Size XL mã sọc giùm em nè, mã sọc, mã sọc. Rồi đây là một cái bi mặt nhà luôn. Em này size M chứ gì em mã trắng. Size M mọi người nha, mã trắng giùm em bản này nè. Size M cho mã trắng. Trắng giúp em. Sọc của chị bé Yenda. Rồi em trắng mọi người nha. Em này size M. Chú em mã 19. Em này vải linen pha xô. Size M mọi người nha, mã 19 giúp em, mã 19. Trắng của chị Linh Trương. Rồi em này size M luôn chứ mã hoa. Size M mã hoa giùm em, mã hoa. Rồi một bản cổ đổ mọi người nha. Em cổ đổ. Size M mọi người nha, chứ mã phối. Size M mã phối giùm em nè, mã phối. Phối giùm em, mã phối. Gối của chị Lưu Ái Phương. Rồi một bản đỏ. Em đỏ này của cha rà size XL mọi người, chứ mã đỏ.
tra ra size đây là đỏ gì? Màu đỏ. Đồm em dây size M nhỏ 50kg quay đầu thôi. Cho dây em mạ dây nè. Dây này là dây yếm ha. Cho mạ dây. Mạ dây giùm em. M chứ mà đen. Size M mà đen gì bên nè. Mà đen, mà đen. Đen đó của chị Mimi, dây của chị Thanh Phạm. Rồi em này size M luôn chứ mã phối. Size M mã phối giùm em nè, mã phối. Đen của chị Hải Yến. Rồi em này một bạn đỏ hoa. Size ML chứ mã đỏ hoa. Size ML ha, mã đỏ hoa giùm em nè, đỏ hoa, đỏ hoa. Phối của chị Thu Nguyễn. Rồi bạn khoác. Size ML XL được nè, cho em mã khoác. Size ML XL được ha, mã khoác giùm em. Mã khoác. Rồi bạn xanh, em này size L. Đúng rồi. Size L XL cho em mã xanh. Đỏ hoa. Đó, đỏ hoa đó. Đỏ hoa của chị Huỳnh Thị Hồng Loan. Size L, XL, mã xanh giùm em nè. Mã xanh. Size L, XL, mã xanh giùm em. Mã xanh. Xanh của chị Phương Loan. Bản công sở mọi người nha. Em này size 1X, 2X á. Cho mã phối, công sở. Size 1X, 2X, mã phối giùm em. Mã phối. Rồi bản xanh nữa nè mọi người ơi. Xanh này mềm nha. Size L, XL, cho giùm em mã. Mã tay dài. Size L, XL nè, mã tay dài giùm em, tay dài. Phối của chị Hải Yến. Size F và resize, size 1X, 2X, 3X được cho mã caro. Size 1X, 2X, 3X được ha, mã caro giùm em, mã caro. Tay dài. Tay dài của chị Bùi MT. Rồi, đây. Của em yếm mọi người nha. Em này size M. Chứ mà yếm nè, size M mà yếm giùm em. Mà yếm. Rồi bản sọc. Em này mặc nhè nha mọi người nha. Size M chứ mà sọc. Size M mà sọc giùm em, mà sọc. Rồi bản xanh đen. Yếm. Em này size L chứ mà xanh đen. Yếm của chị Hồng Vĩ. Size L mà xanh đen giùm em, xanh đen. Rồi bản đỏ mọi người nha. Size L, XL luôn chứ mã đỏ. Size L, XL nè, mã đỏ giùm em, mã đỏ. Mã đỏ. Xanh đen của chị Trần Hưởng. Rồi bạn xám mọi người. Size ML chứ mã xám. Size ML mã xám giùm em, mã xám, mã xám. Đỏ của chị bé Genda. Chị Nguyễn Thị Hương. Đây là một cái bảng như thế này rất là dễ thương. Rồi, đây là một cái yếm màu xanh. Cái này size M nha, chứ mà xanh nè. Xanh giùm em. Em này size M chứ mã caro. Size M mã caro giùm em. Caro. Rồi em này size M luôn chứ mã đen. Size M mã đen giùm em, mã đen. Xanh của chị Bùi MT. Size M chứ giùm em mã xanh đen. Size M mã xanh đen giùm em, xanh đen. Caro của chị Samugo. Hello chị Samugo. Xanh đen giùm em. Rồi em này size ML chứ mã tay ngắn. Size ML mã tay ngắn giùm em. Size ML thôi chứ mã tay ngắn nè, tay ngắn. Tay ngắn. Rồi bạn đen. Em này size L chứ giùm em mã. Size L chứ giùm em mã đen. Đây, tay ngắn đây. Xanh đen đây. Xanh đen của chị Diễm, tay ngắn. Tay ngắn của chị Huỳnh Thị Hồng Loan. Size L, XL chứ mã đen. Đen của Thiên Nhật.
trắng. Cái này size ML được chứ mã trắng nha. Size ML mã trắng thì em mã trắng. Xanh đen luôn. Em này size 2X. Size 2X nha, chứ cho em mã xanh đen nè. Trắng mà chị bùi mệt đi. Size 2X chứ cho em mã xanh đen mọi người nha. Xanh đen với em. Em này size M cho em mã nâu, cái này là yếm nha. Size M mã nâu giùm em. Size M cho mã nâu. Rồi em này dây hoa. Em này size ML cho em mã hoa. Size ML mã hoa giùm em bạn này nè. Nâu của chị Mai Hân. Hoa của chị Diễm. Rồi một em đen, em này size SM. Rồi bạn đen sơ mi, em này size 1X, 3X cho em mã sơ mi nè. Sơ mi giùm em chất xô. Rồi bạn hoa vàng. Size 1X, 2X, 3X được cho em mã hoa vàng. Mã hoa vàng giùm em nè, hoa vàng. Rồi bạn họa tiết nha. Cái này size M cho em mã họa tiết. Sơ mi của chị Nguyễn Thị Hương. Size M mã họa tiết giùm em nè. Họa tiết. Họa tiết. Hoa vàng của chị bé Yenda. Em này size S mà nhỏ 50kg quay đầu cho dù em mã. Mã trắng đi, mã trắng giùm em, mã trắng. Mã trắng. Hoa tiết của chị Nguyễn Thu Trang. Em này size 2X nha mọi người nha, cho dù em mã công sở. Size 2X mã công sở giùm em, mã công sở. Size 2X mã công sở. Trắng của chị Khánh Ngân. Công sở của chị Mimi. Rồi em này size 2X 4X cho cho em mã rộng. 2X 4X 5X được nha. Mã rộng giùm em. Mã rộng. Rồi bạn xám. Này là một cái áo thôi mọi người nha. Em này size S. Size S cho cho em mã xám. Xám giùm em. Rồi, em này rộng luôn. Em này phải 2X 4X 5X được nè. Cho giùm em mã sọc. Mã sọc giùm em bạn này, mã sọc. Rộng của chị Phượng Loan. Rộng bảng đen. Rồi chứ mã sọc giùm em. Rồi một bảng xanh đen. Size 1X 3X chứ mã xanh đen. Xám. Xám của chị Phúc Thi. Sọc của chị Nguyễn Thị Hương. Size 1X 3X chứ mã xanh đen giùm em ạ. Đúng rồi. Size L cho em mã phối nha. Size L mã phối giúp em, mã phối. Mã phối. Xanh đen của chị bé Yenda. Rồi, em này size size LXL luôn chứ mã tay ngắn. Size LXL nha, mã tay ngắn giúp em. Mã tay ngắn, tay ngắn. Phối của chị Huỳnh Thị Hồng Loan. Rồi em này size L. Chứ gì em mã họa tiết nè. Size L mã họa tiết giùm em, mã họa tiết. Tay ngắn của chị Nguyễn Thu Trang. Size L chứ gì em mã họa tiết. Họa tiết giùm em. Rồi bảng phối luôn. Em này size L chứ gì em mã phối. Size L mã phối giùm em, mã phối. Cái gì? Đúng rồi. Họa tiết. Họa tiết của chị Nguyễn Thu Trang. Rồi phối luôn. Rồi bảng xám. Em này size LXL chứ mã xám. Size LXL mọi người nha, mã xám giùm em nè, mã xám. Xám giùm em. Xám của chị Nguyễn Thu Trang. Rồi
Rồi em này size S mà nhỏ 50kg quay đầu chú cho em mạo bi. 50kg quay đầu mạo bi giùm em. Mạo bi. Đây là một bản họa tiết cúc 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 tàu mọi người nha. Cái này size S mà nhỏ 50kg 52kg thôi. Chú cho em mạo hoa. Mạo hoa giùm em nè, mạo hoa. Rồi một bảng xám mọi người nha. Dạ, yeah, của chị Samobo. Em xám nè. Rồi em này size 2X 3X nha, chứ mã xám nha. 1X 2X 3X mã xám nha em. Mã xám. Rồi em này size size S thôi, chứ mã caro. Size S mã caro giùm em. Xám của chị Trần Hưởng. Rồi một bảng hình nè mọi người ơi, dễ thương quá à. Size M cho em mã hình. Size M mã hình giùm em, mã hình. Rồi, một bản khoác sọc nha. Size ML cho mã khoác. Size ML mã khoác giùm em, mã khoác. Hình của chị hình của chị Huỳnh Thị Hồng Loan. Em này size LXL cho em mã phối. Size LXL mã phối giùm em bạn này nè, phối giùm em. Rồi size S cho giùm em mã sọc. Size S mã sọc giùm em mọi người nha, mã sọc. Rồi bạn xanh đen. Cái này size S luôn, chứ mã xanh đen. Size S, cái này xanh xám mọi người. Chứ mã xanh đen đi. Phối của chị Huỳnh Thúy. Chứ mã xanh đen giùm em. Rồi đây là một cái áo mọi người nha, một cái áo phối như thế này. Cái này size M cho em mã áo. Size M mã áo giùm em, mã áo. Sọc, sọc đúng không? Sọc của chị Huỳnh Thúy xanh đen. Size ML luôn chú giùm em mã xanh xô. Xanh đen của chị Hồng Mỹ, áo của chị Món Quê. Size ML chú giùm em mã xanh xô giùm em nha. Xanh xô nè, xanh xô giùm em. Rồi bạn khoác size M. Size M chú giùm em mã khoác. Size M nha, mã khoác giùm em nè. Mã khoác, mã khoác. Xanh sơ của chị Bùi MT. Rồi bảng xanh đen. Em này size 1X 2X nha, chứ mã xanh đen. Quá của chị Lưu Á Phương. Size L 1X 2X mã xanh đen giùm em nè. Xanh đen, xanh đen. Rồi bảng đen mọi người nha. Size ML chứ mã đen. Size ML mã đen giùm em, mã đen. Xanh đen của chị Huỳnh Thúy. Mã đen giùm em. Một bảng đen phối mọi người nha. Đen của chị Món Quê. Size M chứ mã phối nha. Size M mã phối giùm em. Mã phối. Em này của Tommy. Size M nhỏ 50kg quay đầu thôi, chứ mã xanh của Tommy Chin nha. Mã xanh giùm em, mã xanh. Em này size L chứ em mã công sở. Phố của chị Nguyễn Thu Trang. Size L mã công sở giùm em. Chị Khánh Nhân định nói gì vậy? Chắc là đang viết tapping tapping với enter. Xanh của chị Huỳnh Thúy. À hôm nay sao yếu năng lượng vậy? Tại vì em buồn ngủ kinh khủng với chị Khánh Nhân, mặc dù em đã ngủ nguyên buổi chiều. Tại vì hả hôm nay chị Thúy chị nghỉ buổi chiều á. Cái sau này em cũng ngủ buổi chiều, mà hồi trưa em có ra một kiện hàng. Em kể ra một cái kiện mà phải nói là rất là hồi hộp. Tại vì cái kiện đó lần đầu tiên em lấy mắt nhất trong đời là 35 triệu. Công sở của chị Khiết Nhân. Kiện đầm Vin, full Vin luôn 35 triệu. Mà em ra xong rồi em mệt kinh khủng luôn á, sao em đi ngủ luôn. Nhưng mà may mắn hay là ra kiện đó khá là đẹp mọi người. Em sẽ không có bán like, nên là em khá là vừa ý, xong khui xong rồi em đi ngủ luôn, quá mệt.
Lần đầu tiên trong đời em mua cái kiện mà mắc nhất 35 triệu. Rồi em này size SM nhỏ 50kg quay đầu luôn. Chứ gì em mã xanh. Mã xanh giùm em, mã xanh. À, đúng là kiện đó là nếu mà nói mà tuyển thì cũng không phải là tuyển, tại mình làm kiện thì mình cũng không biết trong đó nó có cái gì. Nhưng mà ra em khá là vừa ý, nó không có hàng đuôi nhiều. Ra được 200 đâu đó tầm khoảng tầm 280 bản thì bỏ được mấy bản. Và còn khoảng tầm 30-40 bản gì đó là hàng nước 2 thôi. Thì em cũng khá là vừa ý. Nên là mấy chị mà đi mua hàng mà hả, xong rồi có cứ hay phàn nàn đồ này nọ thì thông cảm giùm tụi em. Trời, tụi em vô kiện hàng cũng mắc lắm chứ không phải là rẻ đâu mọi người. Những cái kiện đầm như thế này tụi em vô cũng đã mười mấy triệu một kiện rồi. Cho nên là chị nào mà mua hàng mà cứ phàn nàn ABCD là vì sao, đừng hỏi vì sao mà lên nhưng tụi em không chốt. Tụi em sẽ nhớ và tụi em sẽ không chốt, mặc dù mọi người lên tụi em không chặn nhưng tụi em sẽ không chốt cho đâu mọi người nha. Mua hàng về nếu mà đã không vừa ý thì đừng có mua. Chê quá chê nhưng mà vẫn lên mua. Em không hiểu vì sao nhưng mà tụi em sẽ không chốt cho đâu. Thấy lên nhưng mà không chốt là mọi người tự hiểu nha. Em này size ML chứ mã họa tiết. Họa tiết giùm em, tụi em cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có những cái món hàng như thế này cho mọi người. Sau những cái món hàng like như thế này là tụi mọi người biết là tụi em phải bỏ cái hàng đuôi nó rất là nhiều luôn mọi người. Chứ không phải là ra là nó được đẹp đẹp hết đâu. Nên là mọi người mua hàng vừa ý thì mua nữa, còn không thì thôi ha. Chứ mã họa tiết, họa tiết giùm em. Đầm chị Thiết Nhân, đầm. Đầm không à, đầm Vin á chị Thiết Nhân. Em này size ML mọi người nha. Chứ mã đen. Size ML mã đen giùm em nè, mã đen. Thật sự chưa em xui xong kiện đó xong em đi ngủ ngon luôn mọi người. Tại vì thở vào nhẹ nhõm. Size ML chứ mã đen. Họa tiết của chị Nguyễn Thu Trang. Mã đen giùm em. Đen của chị Phương Mai. Em này size L, XL chứ gì em, mã xám. Size L, XL mã xám. Một mặt đó là phải đối đầu với hàng hóa một mặt đó hả. Phải làm hàng cho mọi người rất là căng thẳng một mặt. Còn bị mua hàng mà không vừa ý phàn nàn hoài mà vẫn lên mua. Em không hiểu tại sao cho nên thôi tụi em không bán để khỏi phải phàn nàn. Tụi em khỏi phải mệt mà mọi người cũng khỏi phải mệt. Nãy giờ có 2-3 chị đó. Nhưng mà tụi em vẫn không chốt là mọi người tự hiểu. Của chị Nguyễn Thị Hương. Mặc dù có một mình chị lên thôi nhưng mà tụi em vẫn không chốt. Size 1X, 3X mọi người nha. Chốt giùm em mã rộng. Size 1X, 3X, 4X được mọi người nha. Mã rộng. Mã rộng giùm em nè. Một ngày tụi em ra 3 kiện, 4 kiện đi. Là cái hàng bỏ phải mấy 3, 4 như thế này nè mọi người nè. Là để lọc được những cái hàng mà lên like cho mọi người là phải nói là bỏ rất là nhiều rồi á. Thì mới tới cái lượt mà bán cho mọi người xong rồi còn kiểm lỗi nữa. Mà về mà còn chê nữa thì em không biết kiểu gì luôn. Rồng của chị Nguyễn Thị Hương. Size S mọi người nha, chứ mã xanh. Size S mã xanh giùm em nè, mã xanh. Size S mã xanh giùm em nha, mã xanh giúp em nè. Em này size L. Size L chứ giùm em mã đen. Size L, XL, mã đen giùm em, mã đen. Mã đen. Xanh của chị Món Quê. Dạ không phải nha chị Trinh Ngờ, chị lên mã hơi chậm chị ơi. Trời, chị Trinh Ngờ tuyệt vời rồi. Tụi em không có mấy người khác như chị đâu mà sao mà tụi em dám không chốt cho chị được. Nhanh còn mấy cái nữa cho đi cô ra, chúng. Đi ra, đi ra. Cho cô, mấy cô đi ngủ mà mình cũng được đi ngủ đó nè. Không xin ngủ á. Rồi, hết đầm rồi, giờ em tới chân váy nha. Xong ngày mai nhà em lên áo cho mọi người nha. E6670 nè, cho em mã hồng. E6670 mã hồng giùm em nè, mã hồng, mã hồng. Kêu cái gì mà kêu. Mã cái này tối nay không có dồn được chị Hương. Đơn này phải 3 ngày sau bên em mới ra đơn nha chị Hương ơi. E6668 chứ mã xám.
Hồi sáng mọi người có dặn mấy bạn giữ đơn không? Không, còn chị Bồ có ngay. Nếu mà mọi người dặn thì các bạn sẽ giữ. Còn nếu mà chuyển khoản rồi không dặn thì mọi người ngày mai á, giờ hành chính 7 giờ rưỡi cho tới chiều 5 giờ rưỡi mọi người cứ gọi vô hotline giùm em. Tại vì nhiều khi mọi người nhắn tin inbox các bạn sẽ không có để ý đâu. Khi mà nhận chuyển khoản mọi người xong, các bạn ghi bill đi rồi, các bạn sẽ không có để ý. Mọi người cứ gọi vô hotline nói là chị có đơn ở đây. Dạ, chị mới chuyển khoản thì nếu mà chị muốn giữ đơn thì chị nhắn cho inbox giùm em nha. Nếu mà mới chuyển khoản các bạn chưa trả lời thì cứ nhắn là giữ đơn cho chị thì được nha. E6870 cho mã xám. Mã xám 3 ngày sau bên em mới ra đơn nha chị. Mã xám. Xám của chị Huỳnh Thúy. Cho nên mọi người cứ chắc là hả, tại sao chị nhắn tin mà không để ý. Nhiều các bạn viết bill đi xong là các bạn sẽ lo làm đơn khác và đi kiểm hàng, các bạn sẽ không có check lại á, mọi người thông cảm. E6062 chú giùm em mã sọc. E6062 mã sọc giùm em, mã sọc, mã sọc, mã sọc. E6870 mọi người nha. Chú giùm em mã xám. Sọc của chị Thanh mà. E6870 mã xám giùm em, mã xám. E6062 chứ mã xanh đen. E6062 mã xanh đen giùm em nè, mã xanh đen, xanh đen. Như đây là cái kiện chân váy nè, em lấy 5.8 triệu. Mà em lấy kiện xô mà người ta gửi chúng cái kiện công sở như thế này mọi người nè, hỏi làm sao mà lời được. Bán 19 ngàn này nguyên một kiện luôn, không có siêu phẩm thì em hỏi mọi người làm sao mà lời. Em cũng ráng bán vớt bán được bao nhiêu thì vớt. Sáng của chị Huỳnh Thị Hồng Loan. E6264 chú cho em mã xanh đen. Cái gì? Không biết. E6264 chú cho em mã 19 nha mọi người ơi, mã 19 giùm em, mã 19, 19 giùm em. Cái này phải xanh đen không mọi người? Em lên lại này nha. E6064 cho cho em mã túi. E6064 mã túi giùm em, mã túi, mã túi, mã túi, mã túi. E8688 mọi người nha, cho mã rộng. E8688 mã rộng giùm em nè, mã rộng. Túi của chị Thanh Phàm, nếu mà chị nào muốn giữ đơn thì chuyển khoản cọc bên em với giữ đơn nha mấy chị. Mã rộng giùm em, mã rộng. Chuyển khoản cọc bên em với trả lời với giữ đơn. Rồi, em này của Uniqlo mọi người ha. Trời ơi, coi kìa lui xe rất chuyên nghiệp. E7076 cho giùm em mã Uni. E7076 mã Uni giùm em nè. Mã Uni, Uni. Rồi bạn đen mọi người nha, của em đen. Dạ nếu mà chị chuyển khoản E6672 chú em mã đen. Uni của chị Uni của chị món quê. Vậy các bạn chưa chắc đến chị đó. Nếu chị có chữ đơn chị inbox vào bay giùm nha chị. Mã đen giùm em. E6870 chú mã xám. E6870 mã xám giùm em, bản này rất là xinh luôn mọi người nè. Đen của chị Bồ Công Anh. Mã xám giùm em, mã xám. E6064 mọi người nha. Chú cho em mã đen, bản này mặc của chị Phúc Thi. Bản này mặc rất là xinh mọi người. E6064 chú cho em mã đen nè. Mã đen giùm em, mã đen. E6872 chú giùm em mã 19. E6872 mọi người nha, mã 19 giùm em nè. Mã 19, 19 giùm em. Đen của chị Thanh Phạm. Trời ơi nó chạy như xe đua vậy mọi người. E7476 cho cho em mã họa tiết. Đúng là sống lâu lên lão làng. Nhớ ngày nào hả, mới bỏ vô cái xe rất là ngát ngơ chân không tới, bây giờ chạy như xe đua. Vèo một cái dở cái chân lên cho cái xe tự chạy. Chị Cương Phượng lên mã sau nha chị ơi. Chứ em mã họa tiết. Chị lên mã chậm lắm nha chị Cương Phượng. E7476 mã họa tiết cho em, mã họa tiết. Họa tiết của chị Ngọc Anh. Cái mỏ đó kìa. Cái mỏ đó kìa. E6062 chứ em mã nâu. E6062 mã nâu giùm em nè. E6062 chứ mã nâu ha. Nâu giùm em, mã nâu. Em này
70-76 chứ da mạ đen vải mềm, eo 70-76 mạ đen thì mềm. Đâu rồi chị Thanh Phà? Đen của chị món quê. Eo 62-64 chứ da mạ 19 nè. Eo 62-64 mọi người nha, mạ 19 giùm em, mạ 19. Eo 68-70 chứ da mạ caro. 19 của chị Phúc Thi. Eo 68-70 mọi người nha, mạ caro giùm em, mạ caro. Trời ơi nó chạy. Nó quá là giang hồ rồi. Eo 62-64 luôn, chứ giùm em mạ xám. Eo 62-64 mọi người nha, mạ xám giùm em, mạ xám. Cái gì vậy? Caro của chị Hồng Vĩ. Tự nhiên vô địa bàn của tôi mà dòm cái gì quá trời quá đất gì. Xám của chị Phúc Thi. Eo 58-60 chứ giùm em mạ đỏ. Eo 58-60 mọi người nha, mạ đỏ giùm em nè, mạ đỏ, mạ đỏ. Eo 60-62 chứ giùm em mạ xám hoa. Eo 60-62 mạ xám hoa giùm em, bạn này dễ thương quá. Xám hoa. Đỏ của chị Khánh Ngân. Em này eo 70-72 chứ giùm em mạ nâu. Xám hoa của chị món quê. Eo 70-72 mạ nâu giùm em nè, mạ nâu, mạ nâu. Eo 78-80 chứ mã rộng. Eo 78-80 mọi người nha, mã rộng giùm em nè, mã rộng. Lấy gì tự nhiên nó lấy cái máy nó bỏ lên đầu nó. Ừ. Rộng. Eo 68-70 chứ giùm em mã. Mã nâu. Em 68-70 mọi người nha, mã nâu giùm em, mã nâu. Rồng và chị Hồng Hạnh. Em này eo 70-74. Này là quần mọi người nha, quần váy chứ cho em mã caro. Eo 70-74 mã caro giùm em nè, caro. Nâu của chị Hồng Mỹ. Eo 60-62 chứ gì em mã linen. Eo 60-62 mọi người nha, mã linen giùm em, mã linen. Caro của chị món quê. Eo 70-72 chứ gì em mã xám. Eo 70-72 mã xám giùm em nè, mã xám. Mã xám giùm em. Linen của chị Hồng Hạnh. Eo 62-64 chứ da mạ caro. Xám của chị Linh Trương. Eo 62-64 mạ caro giùm em, vải mềm nha, mạ caro. Caro của chị món quê. Em này chất lai nền hoa mọi người nha. Eo 64-66 chứ gì em mạ hoa. Eo 64-66 mọi người nha, mạ hoa giùm em, chất lai nền, mạ hoa. Eo 60-76. Bản này còn mới nè, chứ mạ mới. Hoa và chị món quê. Eo 60-70-76 nha, mạ mới giùm em, mạ mới. Eo 78-80 chứ giùm em mạ xám. Mới của chị Lưu Ái Phương. Eo này caro nhí mọi người nha. Eo 78-80 nè, mạ xám giùm em, mạ xám, mạ xám. Rồi bạn họa tiết nha. Eo 66-80 chứ giùm em mạ họa tiết. Eo 66-80 mạ họa tiết giùm em nè, mạ họa tiết.
Em ơi. Sáng của chị Trần Lê Kim Quy. E6264 chứ cho em mã nâu. E6264 mã nâu giùm em bạn này. Nâu giúp em mã nâu. Tiếp của chị Trần Lê Kim Quy. Da sao mà mềm quá trời mềm luôn á. E70-78 chứ cho em mã xanh. Nâu của chị Thanh Phạm. E70-78 mã xanh giùm em nè. Mã xanh. E70-72 chứ mã trắng. Xanh của chị My My. E70-72 mọi người nè. Mã trắng giùm em bạn này. Trắng giùm em mã trắng. Bạch Liên em thấy chị. E64-70 chứ gì em mã hoa nhí. E64-70 mọi người nha. Mã hoa nhí giùm em. Trắng của chị Hồng Vĩ. Chứ mã hoa nhí. E60-62 chứ gì em mã đen. E60-62 mọi người nha. Mã đen giùm em. Mã đen. Mầm. E66-68 chứ mã xanh đen. E66-68 mã xanh đen giùm em nè. Xanh đen. Ngày mai nhà em lai áo mọi người nha. Trời ơi trời ơi trời ơi. Đen của chị Khánh Ngân. Ông đi ông kéo cái wifi của tôi rớt bây giờ. E74-76 chứ mã đỏ. E74-76 mã đỏ giùm em. Mã đỏ. Mình chị ơi. Đó có chị Nguyễn Mai Phương nó chạy xe như phát xít đó chị. Tay lái tốc độ đó. Trời ơi bữa nay rất là chuyên nghiệp. Lùi ghe rồi. Một cái góc nhỏ xíu thôi. Ghe lùi từ kia nó. Mẹ hả đó. Cái xe nó vừa lọt thôi chị. Mà nó ghe nó lùi nó làm sao mà nó luồn lách qua được. Nó rất là hay luôn. Nó không cần quyền trợ giúp. E6668 chứ mẹ sọc. E6668 mọi người nha, mã sọc giùm em nè, mã sọc. E6264 chứ em mã xám. E6264 thôi, mã xám giùm em, mã xám. E6068 chứ mã hoa. E6068 mọi người nha, mã hoa giùm em, mã hoa. Sao? Xám. Phải la vậy ấy, mọi người. Sao của chị? Sao của chị Bạch Liên? Không lo chốt đơn lo buồn ngủ. Số thoại và bay. Nãy em mới nghe chị đọc tên chị xong, chị nghe đọc tên chị xong ấy. E6466 chứ mã đen. Chị Bạch Liên. Chưa. E6466 chứ mã đen. Nên chị chứ. Chưa đọc đơn nên nó. Sao? Xám của chị Phúc Thi nha. Hoa và đen. Hoa của chị Bạch Liên. Em này eo 54-56 á mọi người ơi. Nhỏ xíu à nhưng mà nó đẹp quá à. Chứ mà tặng đi. Eo 54-56 mà tặng giùm em. Sập nguồn. Dạ nay trời mát trời. Buồn ngủ quá chị. Nhưng mà ngày hôm qua nha, hôm qua em có like không? Qua tổng hợp có chứ. Đó có like hả? À, mà không, sao em qua vô không? Em... À đó, qua có mà. Qua có like mà. Ừ. Nhưng mà sao em không ngủ được, em nằm miết luôn mà nó nóng nữa chứ. Em nằm ở giường em chở mình chị nghe không? Rột rạc. Đỏ nó không ngủ đỏ, được. Đỏ hay tặng? Đỏ tặng á. Tặng vào chị E6870 chứ gì em mà xám. Tặng vào chị món quê. E6870 mã xám giùm em, mã xám. Mà em nằm trên em sợ em chở mình nhiều quá thì em cô không ngủ được. Mà hả? Trời ơi, không thể ngủ được vì quá nóng. E6070 nè, chứ giùm em mã xanh đen.
E60-70 mã xanh đen giùm em, mã này xanh đen giúp em nè. Mã xanh đen. Xanh đen giống như rồng không? Sao? Phải xin lại bây giờ. E6474 chú giùm em mã sọc. Xanh đen của chị Samobo. E6474 mã sọc giùm em nè. Mã sọc, mã sọc. Hôm nay không thấy rồng ra luôn rồi. Em này E6062 chú giùm em mã caro. Sọc của chị Samobo. E6062 mã caro giùm em nè. Mã caro, caro. E6062 chứ mã đen. E6062 mã đen giùm em nè, mã đen, mã đen. Caro của chị món quê. Rồi, cái nâu nâu này là nâu nâu thun nha mọi người nha, nâu thun. Ở ôm ôm ở trên xuống mọi người xuông xuông. E6870. 72 ok này chứ mã nâu giùm em, mã nâu, mã nâu. Nâu của chị món quê. E5862 thôi mọi người ơi, chứ em mã sao. Trời ơi. Lúc đầu xe. Trời nó ngày mai phải dán cái wifi lại chị ơi, nó đi một hồi nữa là banh luôn cái wifi. Nó kéo cục wifi ra ngoài kìa. Chứ em mã xanh mọi người nha. Mã xanh giùm em E5862. Nó ghê quá à. Nhà hàng ngón tay luôn, nó bỏ miệng hai ngón tay luôn. Nhưng mà nó không ẻ mà cho nó ăn cái gì gần tí là nó ẻ. E6668 chứ mã quần. E6668 mọi người nha, mã quần giùm em nè, mã quần. E7072 chứ cho em mã họa tiết. Quần của chị món quê. E7072 mọi người nha, mã họa tiết giùm em nè, họa tiết, họa tiết. Kìa nó ăn mà nó trợn mắt trợn mũi lên. Ngon không em? Hòa tiết của chị Bạch Liên. E5860 chứ mẹ nâu mấy giờ chị Thúy? Hả? 10 giờ thiếu mấy? 11 giờ thiếu 20. Trời ơi. 10 giờ 37. E5860 chứ gì em mẹ nâu, mẹ nâu giùm em mẹ nâu. Ông ơi là ông ăn cây ngon không? Rồi bạn xanh đen. Em này E66 cho tới 74 chứ bạn xanh đen. Umba. E6674 chứ bạn xanh đen giùm em, xanh đen. E6066 chứ giùm em mã sọc. Xanh đen của chị Bạch Liên. E6066 mã sọc giùm em, mã sọc. Mani bắt mê hầm em luôn. Đi ra lấy khoai lang vô cho chính ăn đi. Khoai lang đâu? Kêu mẹ lấy khoai lang bỏ lên xe chở ra đây. E6668 chú dê mạ hoa. Đi qua mẹ. E6668 mạ hoa giùm em nè. Mạ hoa, mạ hoa. Lớn rồi mà không nhờ đỡ được gì hết. Bỏ hái đợi đấy cô Tiết ơi. Chờ con mấy tháng nữa thôi là con đưa tận nơi luôn. Có con mớm thôi luôn, con bỏ miệng con nhả ra lên luôn. E6668 chứ dây mã xanh đen. E6668 mã xanh đen giùm em nè. Mã hoa xanh đen của chị Võ Như Quỳnh. Xanh đen. Trời ơi, thì bộ ơi, nó chơi dơ quá. Nó bỏ tay hết nó này, tay ngón kia rồi nó móc nước miếng rồi. Xanh đen của chị Son Mi Trần. Rồi nó lấy chân váy nó bỏ lên đầu. Nó tự bỏ đầu đó nha. E6062 chú dê mạ caro. Mạ caro giùm em, mạ caro. Chơi gì kì vậy? Để cho cái mũ. Để. E6062 luôn mọi người chứ mạ họa tiết. Nhỏ xíu. E6062 mạ họa tiết giùm em nè. Mạ họa tiết nha. Quá trời vui mừng. Nhon nhắc. Cái muỗng nó nhon nhắc. E6870 chứ mẹ xám. Caro và họa tiết. Tôi ghen có
giờ mới họa tiết thôi. Em 6870 chứ mà xám nha. Họa tiết của chị món quê Cano nè, em thấy có người chốt nè. Xanh đen hoa Cano đâu? À hôm đó xin lỗi chị, em xin lỗi chị Thúy. Chứ em mã họa tiết. Họa tiết rồi, mã xám. Xám của chị Hồng Vĩ eo 7280 chứ em mã xanh đen. Eo 7280 mọi người nha, mã xanh đen giùm em. Xanh đen. Thôi hết bản này em đi ngủ đây mọi người ạ. Còn có ít mà eo nó nhỏ lắm, để ngày mai em mix chung với áo bán ha. Eo 60-70 nè, chứ giờ em mã xám dây. Eo 60-70 mã xám dây giùm em, xám dây. Xám dây của chị Lưu Ái Phương. Eo 6874 chứ gì em mã 19. Xám dây của chị Eo 6870 mã 19 giùm em nè, mã 19 giùm em, mã 19. Xám dây của chị Hồng Mỹ. Dạ em nhỏ chị. Thường là công sở nó vậy á, chỉ có trước lưng bảng sau lưng thun form Âu thì mặt may là eo vừa được. 19 của chị món quê. Thôi mình tạm nghỉ ở đây đi. Hôm nay cũng có ít đồ à, cho nên là like tới đây. Ngày mai sẽ like áo cho mọi người nha. Ngày mai rất là nhiều áo, ngày mai có khoảng hơn 1000 cái áo luôn á. Tại vì chị Thúy chỉ ra 2 kiện te tu á. Ngày hôm qua te tua chỉ ra 2 kiện, trời ơi, hàng áo 19 ngàn không à. Cho nên là ngày mai á, chắc phải 1000 cái áo 19 ngàn, 10 cái giá 15 ngàn mọi người ha. Ngày mai mọi người lên chọn áo nha. Rồi còn gì nữa không ta? Hết rồi đó. Em hết gì để dặn dò nhắc nhở mọi người rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều, thực sự không có mọi người thì tụi em không thể nào sống được. Rất là biết ơn nha, nhiều khi lên like em có hơi giận mấy chị mà hay chê đồ đó, tại vì tâm huyết công sức của bao nhiêu người mà bỏ ra mà mọi người cứ hay chê thì em nói vậy thôi, chứ em biết ơn mọi người lắm. Không có mọi người mua đồ là em sẽ không biết bán cho ai nữa, không biết bán cho ai và duy trì cuộc sống này, cho nên là rất là biết ơn mọi người. Ngày mai thì khoảng tầm 1 giờ nha chị nha, ngày mai 1 giờ, tại vì thường em muốn like sớm lắm, nhưng mà like sớm thì các bạn nghỉ trưa mà các bạn phải like sớm rồi các bạn mệt, cho nên là 1 giờ em mới like được, còn 12 giờ 12 rưỡi các bạn còn ra nghỉ trưa á, cho nên không ai chốt đơn hết trơn á. Rồi bye bye mọi người nha, tầm ngày mai 1 giờ lên chốt áo nha. Ngày mai chắc em phải là 2 buổi mới hết áo á, sáng và trưa và tối luôn, cho nên ngày mai mọi người lên chốt 2 buổi nha. Rồi bye bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon, cảm ơn mọi người rất nhiều.